Ok, thì hai chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì mình là Oxin và Grab đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một video chính là giải mã cái đĩa nhạc thứ 11 các bạn. Ok, thì không như những đĩa nhạc khác thì đĩa nhạc thứ 11 đặc biệt là nó đã bị bể rồi các bạn, bị hư đó. Đấy. Nhưng mà dù vẫn bị hư nhưng nó vẫn có thể chơi nhạc được. Thì đĩa nhạc này không như những đĩa nhạc khác mang một đoạn nhạc rất là đáng sợ luôn, làm cho những người chơi phải như mình phải rùng mình luôn đó các bạn. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu cho thử đĩa nhạc này thử xem nó có gì. Ok, thì đĩa nhạc này giống như là một đoạn nhạc như là bị rượt đuổi vậy các bạn. Đã bị rượt đuổi và cuối cùng là phải bị chết. Rất là ghê sợ. Thì nên mình thực hiện video này để giải mã cái đoạn đĩa nhạc bị lỗi này. Đĩa nhạc bị hư luôn các bạn, đĩa nhạc thứ 11. Đây. Đây. Đấy, có một cái đĩa nhạc đây. Đĩa nhạc C48 các bạn, 11. Ngoài ra còn có một đĩa nhạc giống gian nói gì đó là đĩa nhạc C418 Stone. Đĩa nhạc này gần giống nhau thôi chứ không phải giống nhau hết. Đây. Đấy mà các bạn nghe đoạn nhạc này rất là ghê sợ luôn. Làm như mình lúc mà chơi mang ghép là phải nổi da gà lên đó các bạn, chứ không phải dân thường đâu. Ok, thì sau khi các bạn nghe đoạn nhạc đó thì có một số người trong chơi Minecraft, cộng đồng Minecraft á, thì đã làm lên một bộ phim á các bạn, phim về Minecraft và về đĩa nhạc này, bởi đĩa nhạc C48 thứ 11 các bạn. Đấy, và được làm dựa trên cái đĩa nhạc này luôn, rất là gây sợ luôn. Ok, mình cùng các bạn xem đoạn clip đó nào. Ok, ngoài việc bên cạnh nó là được biết như là đĩa nhạc bị ma ám, thì khi mà chúng ta chơi đơn nhạc nó ra thì cái hiện tượng mà các bạn mới mà những âm thanh tạo qua những cái đường đấy đó thì nó tạo ra thành một cái hình con hình thằng Steve với trên mặt đang rất là sợ hãi và một dòng số hình như là số 1241 vậy các bạn. Ok, mình sẽ đưa hình cho các bạn xem các bạn. Đấy, như các bạn thấy chưa, thì ở phía trên cái hình phía trên là chính là đó chính là nhạc mà ta đã chơi ra, thì nó sẽ ra những cái sọc đó, là những tần số đó các bạn. Và dưới là ta đã phát quả lại thì nó ra hình một cái đầu của thằng Steve đang với vẻ mặt hoảng sợ, và bên cạnh đó là một dòng số gồm 4 chữ số chính là 1241. Đấy, rất là creepy. Đấy, rất là đáng sợ đúng không? Ngoài ra thì để tìm được cái đĩa nhạc này thì các bạn cần không có cách nào để tìm ra được cái đĩa nhạc này hết cho các bạn, ngoài việc các bạn rất là hên và đi tìm được cái lò spam đó các bạn. Các bạn tìm được lò spam trong Minecraft và tìm thấy đó trong những cái rương của những lò spam các bạn. Đây,
Đây đây là ví dụ cho bạn xem. Đây là spam của tụi zombie. Và đây mình chả hề thấy. Đây. Ở đây chỉ có cái đĩa thứ C418 thôi. Chớ mình chưa thấy đĩa đó là bao giờ luôn á. Thấy rất là khó để tìm nó luôn. Theo một số thông tin mình tìm được trên mạng thì nó là như vậy đấy các bạn. Đây đây có thêm một cái lò spam nữa nè. Lò spam của con nhìn nhện nhưng mà không có một cái gương nào ở đây hết. Đấy như các bạn thấy. Đó là kinh dị luôn. Ok. Thì bên cạnh đó thì để tìm được cái đĩa nhạc thứ này thì các bạn cần phải tìm được đĩa nhạc thứ 11 này thì các bạn cần phải có một con Reaper và bị skeleton bắn chết thì nó sẽ tỷ lệ nó sẽ spam ra cái đĩa nhạc này cũng rất là cao. Ok, chúng ta sẽ test thử cái đĩa nhạc nó thử cách nó thử xem nào. Để cho nó bắn thôi. Con này bắn chưa chết nữa. Ok. Đây nè các bạn. Đây mà đã lượm được đĩa nhạc. Đĩa nhạc này là đĩa nhạc mình chả biết luôn nhưng mà chưa spam được cái đĩa nhạc kia các bạn. Ok tiếp tục phát rồi phát. Ok tiếp tục quay lại cái thí nghiệm nãy để tìm ra cái đĩa nhạc thứ 11, đĩa nhạc bị nguyền rủa. Ok trong túi mình không hề có đĩa nhạc nữa nha các bạn. Anh sẽ để cho con skeleton bắn chết con Reaper thì nó sẽ gây ra cái gì đó, nó sẽ có cái đó. Ok. Chấm thêm ta xem có để nhảy không nha. Ok. Ok các bạn. Và chúng ta đã được đĩa nhạc thứ 11. Đĩa nhạc bị quyền của các bạn. Đấy và chúng ta để được cái đĩa nhạc này các bạn chỉ cần việc cho con skeleton bắn zombie thôi thấy đĩa nhạc được đĩa nhạc bị quyền của. Ok cái video của mình kết thúc tại đây. Nếu bạn thấy video này hay thì đừng quên qua lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Tạm biệt các bạn.